Tài xế Grab tiết lộ cuộc nói chuyện của hai nhân vật khả nghi trên xe đem nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay tử nạn. Có lẽ tài xế Grab chính là nhân vật bất ngờ nhất trong vụ Tamonida, nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay tử nạn. Tối ngày 7 tháng 3, kênh truyền hình Amarin TV có một bài viết phỏng vấn đặc biệt với một nhân vật không ngờ trong vụ Tamonida, nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay. Đó chính là tài xế Grab chở hai nhân vật Gratis và Robert trong đêm 25 tháng 2. Những lời chia sẻ của tài xế này khiến công chúng càng hiểu rõ về tình tiết xung quanh vụ việc. Theo thông tin từ trang Amarin, tài xế Grab có tên Nirut, 44 tuổi, 0 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2. Hệ thống taxi công nghệ báo tin có khách hàng tên Gratis đặt xe từ con hẻm Pipun sông Kram 1 nên anh đã lái xe tới đây. Đến khoảng 0 giờ 46, xe đã tới nơi, hai người một nam một nữ vội vàng bước lên xe. Anh Nirut cho biết, theo lẽ thường nếu khách thực sự vội vã, họ sẽ gọi điện các tài xế để dục. Vậy nhưng cả Gratis và Robert đều không gọi tài xế một cuộc nào. Đợi cho xe đổ hẳn lại, sau đó mới sốt ruột vào xe. Anh Nirut chia sẻ, vốn là một tài xế công nghệ, anh được Grab đào tạo không được nhìn khách qua cửa sổ và không quan tâm tới chuyện cá nhân của khách. Chính vì vậy anh chỉ bật nhạc nhẹ nhàng trong suốt chuyến đi. Vậy nhưng, khi đi được một đoạn, anh nghe thấy tiếng bàn phím nhắn tin và gọi điện của người đàn ông Robert, người phụ nữ Gratis mắng ngay lập tức. Tại sao anh phải gọi điện một cách vội vã như vậy? Sao không tới đó trước rồi hẳn gọi? Cả hai lầm bầm với nhau suốt dọc đường, nhưng anh Nirut không thể nghe và hiểu cuộc hội thoại giữa hai người là gì. Điểm đến của chiếc Grab này là bến tàu NBC Pool Club. Lúc này hai người khách dừng lại việc tranh cãi. Gratis đã bảo tài xế quay đầu xe để tìm chỗ đỗ. Lúc này là khoảng 1 giờ 03 sáng. Robert vừa rời khỏi xe đã ngay lập tức gọi điện cho ai đó. Về phần Gratis, cô chuyển cho tài xế số tiền 114 baht tương đương 78.000 đồng cho quãng đường dài 6,95 km. Sau đó tài xế Grab lái xe đi. Anh Nirut cho biết, dù rằng báo đài chia sẻ rất nhiều về thông tin Tamo gặp tai nạn rơi khỏi thuyền, nhưng anh không hề biết hai người đi xe của mình liên quan đến vụ việc. Trang phục mà Gratis mặc lúc lên xe hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh cuối cùng quản lý này chụp trên thuyền. Hiện tại, phụ nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay tử nạn vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Trong lúc này, vô số bằng chứng từ CCTV cho tới tin nhắn, ghi âm liên quan đến các nhân vật trong vụ việc được chia sẻ dồn dập.